Xin chào tất cả quý vị. Hải Sơn đang có mặt tại gian hàng trưng bày JBL và hôm nay thì sẽ có những cái sản phẩm tiêu biểu mà Hải Sơn muốn giới thiệu đến cho tất cả quý vị. Ở đây chúng ta có một số các mẫu loa cơ bản truyền thống của JBL như là mẫu S3009 thuộc dòng series Synthesis này. Chúng ta có L100 Classic Mark 2, sản phẩm loa loa thùng, loa bookshelf mới nhất đến từ thương hiệu của JBL. Và chúng ta còn có một cặp loa nhỏ đó là JBL L52. Tức là chúng ta sẽ dùng những cặp loa này vào những không gian phù hợp. Ví dụ ở không gian trung bình khá, chúng ta có thể dùng S3009. Không gian trung bình cho đến hơi rộng một chút, chúng ta có thể dùng L100. Và những không gian nhỏ, hoặc là muốn setup những cái hệ thống nghe desktop để bàn, chúng ta có thể cân nhắc tới L52. Và bên cạnh đó thì Hải Sơn nhận thấy rằng ở đây có một loạt các cái sản phẩm rất mới mà Hải Sơn chưa bao giờ được nhìn thấy đến từ thương hiệu JBL. Đó là những cái turntable này, mâm đĩa than này, đầu CD này và âm ly, nhưng mà lại của thương hiệu JBL. Thì hôm nay rất là vui vì có Quân là đại diện của Phúc Giang, nhà phân phối JBL. Thì xin mời Quân hãy chia sẻ cho Hải Sơn cũng như là các quý vị khán giả biết về những cái sản phẩm mới này. Chào Sơn ha. Thì đối với cái dòng sản phẩm này của JBL thì đây sẽ là một loạt sản phẩm thuộc JBL Classic được JBL giới thiệu vào sự kiện CES lần đầu tiên tháng 1 2023. Và đây cũng là lần đầu tiên mà những cái dòng sản phẩm này được xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Đối với lại thì trong cái dòng JBL Classic này chúng ta sẽ có tới 4 sản phẩm khác nhau. Đó chính là mâm đĩa than TT350, một đầu CD của JBL đó chính là CD350 và một âm ly tích hợp hoàn toàn mới với mã hiệu là SA550. Thì bên cạnh đó thì JBL Classic nó cũng cho ra mắt thêm một dòng loại sản phẩm nữa, đó chính là MB350. Đó chính là một đầu phá nhạc số mà hiện tại ở đây chúng ta sẽ chưa có. Thì có thể trong thời gian tới thì và Phúc Giang và Thiên Hà cũng sẽ lên những clip review cho con MB350 đó. Thì để tổng quan sơ qua về cái hệ thống lần này thì là trước mắt ha, là về con TT350. Thì đây là một trong những cái đầu mâm than audio file của JBL lần đầu tiên làm ra. Mâm than mà ví dụ đối với lại spinner thì đó sẽ là một cái đầu mâm than dành cho các bạn beginner, hay là nó sẽ phối hợp chung là cái dòng loa authentic. Nó sẽ hướng tới những cái người dùng phổ thông hơn, có một cái lối chơi đơn giản hơn. Còn TT350 nó sẽ là một mẫu mâm than chuyên dụng hơn một tí dành cho cái audio file. Bởi vì đây là một mâm than trước mắt về công nghệ nó sẽ không có phono bên trong nè. Đây sẽ là một mẫu mâm than đo head drive. Nó sẽ là một quay ở dưới, bộ trục quay của nó sẽ nằm ở dưới và các cái cân chỉnh của nó cũng sẽ chuyên biệt hơn so với lại spinner. Và những thêm một cái là hãy sao có thể thấy là những cái bộ chân của TT350 nó rất là vững chãi, cực kỳ cứng. Và nó có một cái độ nhún này. Đúng rồi. Rất nó là sẽ nó sẽ thiết kế về độ hoàn thiện, nó sẽ cứng cáp hơn và vững chắc hơn so với lại spinner BT. Và bên cạnh nữa thì là vì là một nằm trong series Classic, đâm ra là tất cả những cái sản phẩm ở đây nó đều sẽ được đồng bộ với một concept là mặt nhôm CNC đằng trước và phải có ốp gỗ hai bên. Ở đây thì chúng ta sẽ có mặt nhôm CNC đằng trước và cũng sẽ có gỗ ở mặt này. Đối với đầu CD350 nó cũng sẽ là đi theo ngôn ngữ thiết kế đó. Nó cũng sẽ là một đầu CD với phong cách cổ điển. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái mặt CNC nhôm trước, ốp gỗ hai bên đây. Và đây sẽ là một đầu CD ở phân khúc. Tuy là lần đầu tiên họ làm nhưng mà họ chỉ làm ở một sản phẩm ở phân khúc gọi là tầm hi-fi bình dân thôi, không quá khó tiếp cận. Vì thế những tính năng của đầu CD này cũng được dạng là ở mức cơ bản và chất âm ra thì là nó cũng sẽ chuyên dụng dành cho những cái đầu âm ly của JBL. Và đối với là JBL SA50 thì đây không phải là lần đầu tiên mà JBL họ làm ra một con âm ly. SA trước đây thì chúng ta sẽ có như là cái Thiên Hà cũng đã từng review qua những cái mã mà SA750. Đó chính là một mẫu tiền nhiệm của âm ly JBL. Nhưng mà SA750 và SA550 đều dựa trên một cái mẫu âm ly, đó chính là SA600 và SA660. Đó là một mẫu âm ly đầu tiên mà JBL đã từng làm cách đây khoảng chừng vào năm 1950. Trong năm 1960, đó là một mẫu âm ly đầu tiên của JBL. Thì đây là mẫu âm ly dựa trên cái thiết kế nguyên bản đó của nó. Nó đem lại một cái nét mà cực kỳ cổ điển. Ở đây JBL, ở đây chúng ta sẽ có một cái mẫu âm ly mang là cái phong cách cực kỳ hoài cổ, giống là tái hiện lại những hình ảnh của mẫu âm ly thời đó. Thì vì là một mẫu có thể gọi là một mẫu khúc gọn hơn của SA750, vì thế là 550 nó sẽ không có những cái tính năng như là về streaming thôi, còn lại hầu hết về tính năng giải mã, phono hay tất cả mọi thứ đều được giữ nguyên, hay kể cả là công nghệ âm ly Class G trên SA750 vẫn được giữ nguyên trên SA550, nhưng SA550 sẽ cho ra một công suất nó nhỏ một tí. Là vậy. Rồi. Về tổng quan thiết kế như Hải Sơn thấy ha, nếu như chúng ta đặt một bộ ở đây và con L52 kế bên hoặc là 100 kế bên thì tất cả như là một cái khối đồng nhất này.
nó hòa quyện vào nhau, rất là hợp với nhau đúng không? Hòa quyện vào nhau, có thể đặt mọi không gian trong phòng ha. Vì bởi vì họ JBL họ làm ra cái dòng sản phẩm này mục đích là để phục vụ cho những cái dòng loa là L series của JBL hay là những dòng loa như là 4309 monitor của JBL. Đó là lý do tại sao họ làm ra những cái mẫu thiết bị đồng nhất về thiết kế một cái chất cổ điển cực kỳ như vậy trên những sản phẩm thiết bị của mình. Như vậy là khi chúng ta sử dụng loa JBL mà chúng ta chưa biết cách phối ghép như thế nào cho hợp lý thì đầu tiên chúng ta có thể nghĩ tới những chiếc âm ly tích hợp và cái hệ thống đầu đĩa của JBL đúng không? Đúng rồi. Thế với sản phẩm âm ly JBL SA550 này thì Quân có một cái khuyến cáo về phối ghép nào đến cho tất cả quý vị không? Vì công suất của SA50 nó cũng ở mức gọi là trung bình. Vì thế là Quân khuyến nghị là mình có thể sử dụng phối ghép tốt là những cái mẫu loa có thể là bookshelf như là L52 chúng ta đang có ở đây. Hoặc là mẫu loa lớn một tí của là series đó chính là JBL L82 hoặc là nhìn qua dòng monitor chúng ta sẽ có 4309. Đó cũng là một trong những cái phối ghép cực kỳ phải gọi là hợp về phần nhìn và lẫn phần nghe cho người dùng. Như vậy là JBL đã đem tới những cái giải pháp mà chúng ta có thể cho được ra cái thứ âm thanh hay vẫn là truyền thống của JBL. Đúng. Mà không những thế là nó đạt được cái phần nhìn khi chúng ta set với nhau, nó có cùng một cái phong cách. Đấy, thì cũng rất là cảm ơn Quân đã đem những cái chia sẻ thông tin chi tiết về sản phẩm này. Rồi. Về cụ thể giới thiệu về những sản phẩm này có lẽ là thời gian tới nhỉ, khi có hàng thì Thiên Hào Audio sẽ lên những cái clip giới thiệu. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.